gây ở ngang là được, xuôi ba cái được, xuôi xuôi ra, ok, phải này, lặp lại, trái này, và phải, rồi, ok, lắng nhé, đối với chân như thế này, 5, 6 này, x này, thấp ra này, tay bên phải, trái, phải, và sau đó mọi người bắn xuống một cái phải trước nhất, phải, trái, phải, bắn thẳng về phía này, phải, trái, phải, và mọi người dậm đạp lên, trái, phải, trái, phải, ok, tiếp theo, tay vung ra sau này, và hạng lên hông của người phía trước nếu các bạn đang đứng hàng ngang, ok, như thế này, thì khi mọi người vung tay ra sau thì phần hông sẽ hơi dướn nhẹ lên một chút, dướn lên một chút, ok, để khi xuống đây mọi người sẽ trùng đầu gối này và người sẽ đổ lên cái phần người phía trước ạ, đó như thế này, ok, sau đó mọi người sẽ lên thẳng, đập lại hông ở đây hai lần và người phần đầu của người ra sau, thẳng như thế này và sau đó lại về dán như thế này, ok, về đầu nhá, thì khi mọi người về dán như này thì mọi người hãy nhìn dán đầu như này, mình lên ngửa này, xuống này, ok, đó là động tác rồi, động tác xong rồi, bây giờ mình sẽ ôn lại một lần nữa nhá, 7, 5, 6 lên x, xuống này, lên hông phải, hông trái, hông phải, bắn này nhé, hông này, xuống này, lên đấm hông hai lần và xuống. Ok, động tác tiếp theo nha, mọi người giữ nguyên cái khung tay như này, tập chân riêng cho mình đã. Mình sẽ được chéo chéo để các bạn tập ha. Bật nhảy chân phải lên, giảm lá chân ngoài, sau đó mọi người xoay đầu gối lên này, hạ chân xuống bằng đúng này, để tập tiếp. Làm cho mình hai lần thôi, thử nhé, 7, 8, bật xoay nhún, bật xoay về nhún, ok. Quen rồi thì bây giờ mình sẽ vào hàng nhé, hàng đầy quá, mọi người giữ nguyên cái dáng tay như thế này, vừa làm chân vừa bật lên, bật này, xoay về nhún, bật tiếp lần thứ hai, ok, chỉ là đúng hai lần chân thôi. Sau khi làm hai lần chân xong rồi thì mọi người sẽ đổi chân xuống bên phải, nhấc chân trở lên, mình xoay từ hướng bên trái xuống bên phải, đó, từ người phía sau thành người phía trước đó. Ok, và sau đó mọi người sẽ đặt tay này sâu xuống này, sau đó mình sẽ vuốt thẳng cái hông lên, cảm giác là mình sẽ vuốt chân của người phía trước ấy, đồng thời mình để hông lên vuốt này, ngon. Ok, và sau đó động tác tiếp theo mọi người sẽ làm 6 người xuống này, 6 người này kèm hông xuống và 6 nhẹ nhàng dừng ở đây, 5, 6, 7, 8, 6 hoàn chỉnh nhá, 6, 7, ok. Rồi khi làm 6 thì tay mình sẽ hất ngang ra như thế này, hất ngang ra, đó là xong. Ok, đang ở đây này, xuống này, vuốt hông lên cùng, ok, hất ra 6 xuống em dừng, khi dừng về đây thì tay phải đang ngang không, mình sẽ đưa về chéo này, sau mọi người sẽ đưa về phía bên trên, mình che hông của người hai bên, người trên người dưới đó che như này, ok, sau đó lại về theo 6. Ok, tất cả động tác sẽ như thế này, mình sẽ tua lại ha. Vuốt hông lên này. Ok, một tay ra là 6. Dừng x. Đặt này. Ok, tiếp theo lại là 6 này. Ok, đó là xong. Dùng. Bây giờ tiếp đến động tác tiếp theo thì bạn sẽ tập hông. Trời ơi. Xuống, cho mình nhắc lại xuống này. Ok, 5, 6, kéo gót chân nhé. Khi làm kéo gót chân thì cái hông mình sẽ làm quen rồi, bây giờ mình bắt đầu vào nhịp nhé. 7 và 8. 1, 2, 3. Rồi, mọi người làm đây đúng không? 5 này, 6 này, 7 và 8. Khi làm 7 và 8, mọi người sẽ quay từ hướng này sang hướng đằng sau. Ok, 7 và 8 xong nhá. Tiếp theo, mình vẫn giữ cái hướng sau như thế này. Tay đặt đây đúng không? 7 và 8. Sau đó mình sẽ đưa hai tay vỗ sang hướng bên trái. Mắt cũng đánh qua trái, mình vỗ này. 1, 2, 3. Đồng thời hông cũng phải đưa lên bù. Ok, thì bắt đầu nhá. 7 và 8. 1, 2, 3. Ok, đi. 5, 6 này. 7 và 8. 1, 2, 3. Ok, tiếp theo mọi người sẽ đưa chống thẳng tay lên. Đồng thời mọi người rộng phải, trái, phải, trái. Vừa rộng vừa đánh hông. Nhưng khi mọi người làm nhanh, hông sẽ lắc liên tục. Ok, mình sẽ làm như vậy hết nhịp. 1, 2, 3, 4 và sờ bắt đầu từ thứ 5 và mọi người sẽ đưa ra cái dáng như thế này. Ok, mình làm thử
từ đây 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 là đã đáp lên hát ở đây nhá, theo nhịp luôn thì sẽ hát em 5 6 này, 7 và 8, 1 2 3 4 và 5. Ok, khi mọi đưa hết về đây thì mình sẽ dừng đến tận nhịp 7 luôn, 5 6 7, nhịp 8 thì các bạn mới được xoay về thẳng. Ok, cùng ngôn lại ở đây với mình nhá, tập cho quen. Từ đầu lên luôn mọi người, bước đầu lên này, ở dưới em mở ra nhịp này, 1 2 3 4 5 6 7 và 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó là tác của đoạn thứ nhất thì mình đã hướng dẫn khá là kỹ rồi. Bây giờ mình sẽ nối tất cả vào để các bạn hình dung một lần, sau đó mình sẽ đến đi ha. Ok, 5 6 và 7 này, cất về này, không phải trái phải, bắn ra mông trái, đẩy ra sau, về dáng vỗ hai lần, về dáng bật chân lên, vòng về, bật lên, vòng về, rút sang phải, thân lên, rút người lên. Ok, chỉ đứng lên thôi nhá. Tiếp theo này, 6 xuống em dừng check. Ok, tiếp theo là 6 xuống
cái nhạc đi về đổ chân sang bên trái luôn, thì mọi người sẽ mở tay từ trong này đặt ra ngoài chặn, ok. Và sau đó mọi người sẽ là này chủ yếu là nghe nhạc và hất tay lên như thế này, thả lỏng không, thả lỏng tay lên, ok. Và sau đó mọi người làm cái dáng gì đó, ok, thoải mái là này free 5 6 7 8 free ha, ok. Đặt lần nữa này, đưa tay vào này, 1 2 1 3 ok. Và sau đó đi xuống đổ dưới xuống thấp lên bên hông trái and đổ chân phải free, ok. Rồi động tác tiếp theo ha, bây giờ thì mình sẽ tập tay trước các bạn, cùng tay phải tay trái mình nắm lại, mình sẽ thấp lên trước này, 1 2 ok, hai vòng nhá, 1 2 sau đó đấm lên đấm xuống thấp tay ra sau, 7 8 1 2 3 4 5 ok. Đó là đối với tay. Còn chân ha, mọi người sẽ bật nhảy chân trái vào phía sau, sau đó đưa về này, đưa về 4 ok. Nhìn kỹ chân cho mình nhá, đưa lên này và sau đầu 4 tiếp theo dần lên của chân sau đầu 4 kế thẳng, ok. Mình bắt đầu vào hai chân nhé, 1 2 7 8 dậm 1 2 thế thôi. Sau đó đưa chân về đây, ok. Khi người đứng lên thì người sẽ xoay gót lên trên và hạ chân xuống, thả thắt vào cái lên xuống này. Thế là các tay ra sau như thế này thì người sẽ đổ người lên trước, ok, xin hỏi nhá. Sau đó người xoay đầu qua trái, động tác tiếp theo mình sẽ lại bắn bằng tay phải trước, tầm tầm tầm, ok. Khi bắn bằng cổ tay phải thì người sẽ đưa hông trái lên tầm, ok, đổ hông, ok, hông là trái hạn trái tay tầm tầm tầm. Khí. Động tác tiếp theo, người rút chân phải về chỗ chân trái ha. Hai vòng lên, ok. Sau đó lại đổ mình xuống lên, không. Và tay lên, tay lên. Sau đó một người xoay tay và bắn về phía trước là xong. Còn đối với chân ha, sau khi hai chân lên, em lên, tay là động tác này thì một người sẽ lùi chân phải, lùi phải, lùi trái này, ok. Khi lùi chân phải em sau khi mình lên trái trước thì mọi người sẽ xoay cái hướng người sang hướng lại đây này đây, và sau đó thu chân lên xoay tay và chuẩn bị trước, ok, là đã xong động tác rồi. Bây giờ thì mình sẽ bố lại cho bạn động tác của đoạn thứ hai, và sau đó thì mình sẽ vào đoạn của bạn vào nhịp của mọi người ha. 5 6 7 8 lên mở một này, lần thứ hai này, lần ba hất tay lên thẳng đổ thẳng hất sang bên phải thả xuống đổ sang bên trái thả lỏng quy hơn, sau đó giật bật nhảy thứ hai ha, giật nhẹ lên em lên đổ phải xoay đầu bắn hông em hông nhấc lên hất nhấc lên hất và dậm dậm thu về bật, ok. Bây giờ thì mình sẽ nhìn vào cùng mọi người, 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ok. Mình sẽ đếm nhanh hơn một chút, 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 và 1 2 3 4 5 6 và 7 8. Mình sẽ đếm toàn bài để các bạn hình dung bài hôm nay học như thế nào ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
một